Xin chào quý bà con, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy phun khói Takio TK350. Hôm nay chúng tôi test máy phun thuốc trừ sâu tại vườn trồng tiêu. Máy phun khói diệt côn trùng Takio TK350 được sử dụng để diệt số lượng lớn côn trùng trong khu vực rộng lớn với tốc độ nhanh nhất và diệt tối đa nhất. Thao tác khởi động máy dễ dàng chỉ bằng một nút bấm. Cho hiệu quả phun rắp hai lần máy phun truyền thống. Máy được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nên chất lượng sản phẩm rất được đảm bảo thành phần cấu tạo được làm từ thép không gỉ, mạnh mẽ, chắc chắn và bền, chống bị ăn mòn bởi hóa chất. Điều chỉnh được khối lượng phun bằng văn khóa, có thể kiểm soát độ chính xác của các hạt phân tử khói mịn và đáp ứng tất cả các loại phun khử trùng. Máy phun khói Takio TK350 được thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, có thể điều chỉnh linh hoạt tới tất cả các góc phun ban lại hiệu quả cao. Một hecta phun trong khoảng 30 phút chỉ tốn từ 1 đến 1.5 lít xăng và 3 đến 4 lít dung môi vì thế tiết kiệm được công sức và thời gian cho người sử dụng, đem lại hiệu quả công việc cao. Ứng dụng của máy phun khói Takio TK350, phun phòng trừ sâu bệnh và khử trùng trong rừng, vườn ươm, vườn chè, nhà kính trồng rau, kiểm soát dịch bệnh và côn trùng gây hại cho cây bông, lúa, lúa mì, mía, chuối và các loại cây trồng khác phun trừ sâu bệnh cào cào bệnh dịch vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cống rãnh kênh điều hòa không khí tầng hầm hầm trú ẩn của máy bay và các nhà kho khác nhau vệ sinh khử trùng trường và lớp học căn tin khách sạn bệnh viện rạp chiếu phim sân vận động nhà ga và bến tàu chợ và những nơi công cộng khác khử trùng chuồng trại chăn nuôi cho gia súc gia cầm như trâu bò ngựa lợn cừu gà vân vân khử trùng các vị trí đổ rác thải nhà vệ sinh Đặc biệt là lối đi của các tòa nhà cao tầng, chung cư. Thông số kỹ thuật của máy phun khói diệt côn trùng trăm OTK 350 Phương thức khởi động. Nhấn nút khởi động. Nguồn điện DC 12V, pin sạc, kiểu dáng cầm tay, đeo vai, khoảng cách phun khói, phun xa 20m, phun cao 8m, bề dày khói 4m, đường kính phân tử khói 10 đến 50 micron, nhiên liệu xăng 92 trở lên, dung tích bình hóa chất 13 lít, lưu lượng phun 80 đến 120 lít h, dung tích bình nhiên liệu 2 lít, mức tiêu hao nhiên liệu 3.2 lít h. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế giới máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.